Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có một ngày thời tiết nhiều mây và tương đối mát mẻ. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, nắng nóng cũng sẽ thu hẹp lại. Còn với khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nam Bộ, nắng nóng vẫn sẽ kéo dài. Được hưởng lợi từ khối không khí mát cuối mùa nên hôm nay phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nền nhiệt hầu như sẽ không tăng. Khu vực các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh trời mát, mức nhiệt chỉ từ 29 cho tới 31 độ. Khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, mức nhiệt là 31 đến 33 độ. Chỉ riêng ở phía Tây, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình vẫn có những điểm nắng nóng, ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Khối không khí mát ở phía Bắc cũng góp phần làm vùng áp thấp nóng yếu đi, làm giảm nóng tại miền Trung. Hôm nay diện nắng nóng tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên, mức nhiệt giảm còn 35 cho tới 37 độ. Số điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 37 độ chỉ còn tập trung ở khu vực vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Còn ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ duy trì trong khoảng từ 33 cho tới 35 độ, nắng nóng cục bộ. Càng lui xuống phía Nam, trời càng nóng. Chuỗi ngày nắng nóng kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vì thế hôm nay, mức nhiệt tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục tăng cao lên mức từ 35 cho tới 37 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ còn xảy ra nắng nóng gay gắt, mức nhiệt độ cao 37 cho tới 38 độ. Không chỉ nhiệt cao, nắng nóng gay gắt mà thời gian nắng nóng cũng kéo dài hơn. Thời gian nóng kéo dài suốt từ 10 giờ sáng liên tục tận 16-17 giờ chiều. Độ ẩm trong không khí giảm thấp nhất là khoảng 45-55%. Vì vậy quý vị cần hết sức chú ý đề phòng nguy cơ cháy nổ trong mọi sinh hoạt. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn đang duy trì trường gió Nam mạnh cấp 5, có lúc đạt tới cấp 6, biển động, đi kèm mưa dông. Còn ngoài khơi, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam cường độ mạnh cấp 5. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió nhẹ, sóng thấp và biển lặng. Nhờ được hưởng lợi từ khối khí mát cuối mùa nên buổi sáng nay, khi ra ngoài quý vị sẽ thấy thời tiết thủ đô Hà Nội khá mát mẻ và dễ chịu, mức nhiệt chỉ từ 24 cho tới 25 độ. Đến trưa nay trời còn nắng nhưng cường độ thì vừa phải, mức nhiệt tăng lên ngưỡng khoảng 33 độ nên cảm giác hơi oi. Đến tối nay khả năng mưa thấp dưới 30% và trời mát. Trái với thời tiết mát mẻ của Hà Nội, thành phố biển Đà Nẵng lại đang nằm trong vùng nắng nóng của miền Trung. Vì thế trong hôm nay trời ít mây, nắng từ sớm, mức nhiệt cao nhất ngày chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Về tối và đêm nay nhiệt độ giảm còn 26-27 độ, khả năng mưa thấp chỉ rải rác vài nơi. Tương tự ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh trời nắng sớm, mức nhiệt cao nhất trưa nay trên thành phố vẫn duy trì mức cao là 36-37 độ. Thời gian nóng duy trì từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Phải tới tối và đêm khi mà nắng tắt, nhiệt giảm, không khí mới mát mẻ trở lại. Thank you.
Với tác động của rãnh áp thấp bị khối không khí mát đẩy xuống nước ta, vì thế trong đêm nay và sáng sớm mai, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi có mưa vừa, thậm chí mưa to kèm theo dông và các hiện tượng nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị cần phải chú ý. Những cơn mưa dông được dự báo sẽ giảm nhanh trong ngày mai do rãnh áp thấp suy yếu. Cùng với đó thì trời nắng mạnh trở lại và nền nhiệt trên toàn khu vực sẽ tăng dần khoảng 2-3 độ mỗi ngày. Khu vực phía Đông Bắc Bộ mức nhiệt ngày mai là 30-33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ từ 31-34 độ. Lui xuống Trung Bộ, do tác động gián tiếp của rãnh áp thấp nên nắng nóng sẽ có xu hướng thu hẹp lại, chủ yếu tại khu vực Nam Nghệ An xuống đến Phú Yên, mức nhiệt là 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 36-38 độ, có nơi còn trên 38 độ. Tiếp đó, từ ngày 24 và 25 tháng 4 trở đi, khi rãnh mây dông ở phía Bắc yếu đi thì nắng nóng tại Trung Bộ sẽ tăng trở lại. Toàn khu vực có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Vì vậy, quý vị cần tiếp tục lưu ý giữ sức khỏe. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới tiếp tục có thời tiết ổn định. Ban ngày trời vẫn có nắng mạnh, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở cả Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Cục bộ sẽ có nơi nắng nóng gay gắt, mức nhiệt từ 34-37 độ, có nơi nhiệt độ còn cao trên 37 độ. Trên biển, trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió Nam đến Tây Nam cường độ cấp 4 tới cấp 5. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Nam cường độ yếu là dưới cấp 3. Thank you.